Nếu gặp phải mưa bão và dông bất chợt, người lưu thông nên di chuyển với tốc độ vừa phải, không phóng nhanh vượt ẩu. Trường hợp đường trơn trượt và có gió lốc mạnh, nhiều khả năng cây xanh hoặc bảng quảng cáo ven đường sẽ bị gãy đổ gây nguy hiểm. Lúc này, ô tô cần được di chuyển vào lề đường và bật đèn cảnh báo. Với xe máy, cần di chuyển đến nơi có mái hiên, tuyệt đối không trú mưa dưới các cây to và gầm cầu, hầm chui. Ngoài ra, khi muốn dừng lại mặc áo mưa, quý khán giả cần chú ý quan sát và phải bật tín hiệu báo trước khi chuyển hướng, không dừng xe đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho người phía sau. Bên cạnh đó, cần chú ý không để vạt trước áo mưa phủ vượt qua kính chiếu hậu. Nếu mà đổ lại xe ô tô á, thì người tài xế nên bật chế độ là sưởi kính và điều chỉnh cái gạt nước cho cái tốc độ nó phù hợp. Cái lớp xe thì người điều khiển phương tiện có thể tự kiểm tra được bằng cách là kiểm tra cái gai lớp và áp suất lốp của mình coi có đảm bảo hay không. Thì trên mỗi cái lớp xe nó có một ký hiệu, cái hình tam giác, và mình nhìn vào đấy thì mình sẽ thấy được, là mình biết được cái gai lớp xe mình còn sử dụng tốt hay không. Trường hợp di chuyển trong đường ngập nước mà xe bị tắt máy, người điều khiển không nên cố đề máy nổ mà cần dẫn bộ đến nơi khô ráo, chờ ống bô hết nước mới khởi động lại hoặc vệ sinh buji. Tương tự với ô tô, tài xế nên gọi cứu hộ đến vì việc cố đề máy xe có thể sẽ gây ra tình trạng thủy kích.